Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Xử phạt tài xế không bằng lái, chạy ngược chiều trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Sáng ngày 4 tháng 8, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông lập biên bản xử phạt đối với tài xế lái ô tô quay đầu xe chạy ngược chiều trên tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn gần nút giao Phan Rang, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Trước đó, sáng mùng 3 tháng 8, camera tại trung tâm điều hành cao tốc ghi nhận hình ảnh ô tô mang biển kiểm soát 85A-12117 chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hướng Ninh Thuận đi Nha Trang. Khi đến km 89+800, đoạn gần nút giao quốc lộ 27, tài xế này bất ngờ quay đầu xe, chạy ngược chiều trên cao tốc, khiến nhiều tài xế điều khiển phía sau phải giảm nhanh tốc độ để tránh tai nạn. Tài xế ô tô tiếp tục điều khiển xe chạy một đoạn ngược chiều để quay về trạm thu phí đặt gần nút giao Phan Rang. Phát hiện vụ việc, trung tâm điều hành cao tốc đã gửi dữ liệu hình ảnh đến đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 để mời tài xế tới làm việc. Lái xe chạy ngược chiều nói trên được xác định là ông HTB, 47 tuổi, trú thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Làm việc với lực lượng chức năng, ông B cho biết ông điều khiển ô tô từ nhà đến tỉnh Đồng Nai. Khi xe từ quốc lộ 27 rẽ vào cao tốc lại chạy nhầm về hướng tỉnh Khánh Hòa thay vì rẽ trái về hướng Bình Thuận để về Đồng Nai. Phát hiện mình chạy sai, ông B đột ngột quay đầu xe. Đáng chú ý, ông B điều khiển ô tô mà không có giấy phép lái xe. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm với hai lỗi: điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc và không có giấy phép lái xe. Thủ đoạn thâm độc của gã cai thầu buôn hàng trắng. Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án trả công nhân bằng hàng trắng, khiến toàn bộ nhóm gần 50 công nhân đều dương tính với hàng trắng. Vụ án xảy ra tại công trường thi công dự án trên đảo Vũ Yên, huyện Thủy Nguyên. Trước đó, cuối tháng 4 năm 2023, qua công tác nắm tình hình người lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại dự án Vũ Yên trên địa bàn xã An Lư, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về hàng trắng, công an huyện Thủy Nguyên phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất cấm. Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện có một lượng lớn công nhân thường xuyên sử dụng hàng trắng và được cung cấp hàng trắng hàng ngày dưới hình thức trả công. Tuy nhiên, quá trình phá án gặp không ít khó khăn bởi vị trí thi công tại dự án hoàn toàn biệt lập, sự xuất hiện của người lạ dễ dàng bị phát hiện. Trong khi đó, các công nhân cùng nghiện chất cấm nên rất cảnh giác, bao che cho nhau. Tuy nhiên, với sự kiên trì đeo bám, 23 giờ 35 phút ngày 11 tháng 5, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hàng trắng, công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về hàng trắng, công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang Nguyễn Bá Khanh, sinh năm 1991, ở thôn Xuân Lai, xã An ấp, huyện Huỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và Lường Văn Cường, sinh năm 1994, ở xã Thô Mòm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang chia nhỏ hàng trắng thành nhiều gói tại phòng trọ ở xã An Lư. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 237,69 gram heroin. Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận là chủ thầu xây dựng dự án đảo Vũ Yên, còn Cường là cai thầu, có nhiệm vụ quản lý công nhân. Qua triệu tập và test nước tiểu của 48 công nhân do Cường quản lý, cơ quan điều tra xác định tất cả đều dương tính với heroin. Nhóm công nhân bước đầu khai nhận do nghiện ngập nên đều phải thực hiện các công việc do nhóm Cường, Khánh giao. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận do công trường xa khu dân cư, khó tìm lao động phổ thông nên chúng nảy ra ý định tìm thuê những lao động ở các tỉnh vùng Tây Bắc xa xôi như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La rồi trả công bằng hàng trắng. Cách trả công thâm độc này vừa để khống chế nhóm lao động không thể nhảy việc, lại vừa bán được hàng trắng bằng cách trừ vào công thợ. Sau khi bàn bạc, Khánh, Cường đã tìm được hơn 50 công nhân ngoại tỉnh đều là dân nghiện về để chăn dắt, bóc lột sức lao động của họ. Hàng ngày, dưới sự chỉ đạo của Khánh, Cường giao hàng trắng cho Hà Văn Dương, sinh năm 1999, ở xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, cùng Lường Văn Trọng, sinh năm 2003, ở xã Tông Hạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, phân phát cho công nhân sử dụng 2-3 cữ trên một ngày. Mỗi gói chúng tính từ 70-100 nghìn đồng. Cuối tháng, Khánh sẽ đối trừ tiền lương thợ và trả công cho Cường, Trọng, Dương và Lò Văn Tâm, sinh năm 1995, ở xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Nhóm công nhân dưới sự thao túng của Khánh và Cường ngày càng nghiện nặng, tiền công đi làm không đủ trả tiền hàng trắng. Hiện công an huyện Thủy Nguyên đã hoàn thiện hồ sơ đưa số công nhân nghiện hàng trắng trên vào cơ sở cai nghiện Gia Minh. Vụ án cho thấy tính chất nguy hiểm và hết sức tàn độc của tội phạm hàng trắng. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo đến chủ đầu tư các công trình xây dựng cần kiểm soát chặt chẽ các gói thầu, một cán bộ công an huyện Thủy Nguyên khuyến cáo. Vụ đứt cầu tháp làm 3 người qua đời ở Lào Cai, bắt giám đốc nhà thầu thi công. Chiều ngày 3 tháng 8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng
đã ra lệnh giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Ngô Văn Cao, 61 tuổi, quê ở huyện Ý Yên, Nam Định, hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hưng Cao với tội danh vi phạm quy định về an toàn lao động. Trước đó, trưa ngày 2 tháng 8, tại công trình xây dựng nhà máy nghiền xỉ thải phốt pho của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lao Cay ở khu công nghiệp thị trấn Tằng Lỏng xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Trong quá trình thi công lò xi lô chứa nguyên liệu của nhà máy, cáp cần cầu bị đứt làm rơi thùng xuống khiến 3 công nhân không qua khỏi, 3 người bị thương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra xác định đơn vị thi công sử dụng cầu tháp nâng hạ hàng hóa để vận chuyển người vi phạm quy định về an toàn lao động. Sạt lở đất vùi lấp quán cà phê tại Lạng Sơn, 2 người không qua khỏi. Thông tin từ Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn cho biết, vụ việc xảy ra lúc 4 giờ ngày 4 tháng 8, khi quán cà phê bị vùi lấp, có 2 nạn nhân là vợ chồng gồm anh TVM, sinh năm 1977, và chị MTH, sinh năm 1975, đều trú tại thôn Sài Hồ, xã Tân Thành. Hiện trường vụ việc cho thấy, ngôi nhà bị đất từ ngọn đồi cao ngay phía sau lở xuống, vùi lấp, làm sập gần như hoàn toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng có mặt để hỗ trợ tìm kiếm. Đến khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 vợ chồng. Một số người dân cho biết, 2 vợ chồng nạn nhân mới xây dựng 2 căn nhà tại vị trí trên, vừa để ở và kinh doanh cà phê. Quán vừa khai trương chưa lâu thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vẫn đang hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả sau sự việc. Cô gái người nước ngoài không qua khỏi khi rơi từ tầng 17 chung cư. Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, nữ lao công của một chung cư trên đường Phước Thiện, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức đang làm việc dưới khuôn viên thì phát hiện một người rơi từ trên cao xuống. Cô chạy lại kiểm tra thì thấy một người phụ nữ đã qua đời, trên người không mặc quần áo nên trình báo. Nhận thông tin, lực lượng bảo vệ cùng công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Qua xác minh, nạn nhân là một cô gái 30 tuổi, quốc tịch Brazil. Cô gái này cùng bạn trai quốc tịch Israel thuê căn hộ ngắn hạn sống trên tầng 17. Qua đó, xác định nạn nhân rơi từ tầng 17 xuống. Thời điểm này, người bạn trai cũng có ở trong nhà. Ô tô bất ngờ bốc cháy, phong tỏa hầm Thủ Thiêm để dập lửa. Tối ngày 2 tháng 8, lực lượng chức năng quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đội cảnh sát giao thông Bến Thành phong tỏa hầm Thủ Thiêm để xử lý vụ xe ô tô bốc cháy trong đường hầm. Trao đổi với phóng viên báo giao thông, đại diện Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, xe ô tô biển kiểm soát 49A-42214 đang di chuyển trong đường hầm Thủ Thiêm hướng từ quận 1 sang thành phố Thủ Đức thì bất ngờ bốc cháy ở đoạn giữa hầm. Phát hiện sự việc thông qua hệ thống camera giám sát, trung tâm lập tức báo ngay cho lực lượng chức năng để phối hợp các đơn vị xử lý, kết hợp điều tiết giao thông, phong tỏa hai đầu đường hầm chỉ cho xe ra, không cho xe vào. Lực lượng cứu hộ tại chỗ nhanh chóng tiếp cận xử lý đám cháy và đưa xe bị cháy ra ngoài. Đến gần 20 giờ cùng ngày, đường hầm Thủ Thiêm đã thông xe trở lại bình thường.